Hôm nay Ngân có vẻ điệu đà quá ha. Dạ, dạ. Sao dạ? Hôm nay em nghe nói khách mời dễ thương lắm. Dạ hả? Nên em phải sửa soạn một chút. Dạ hả? Em nghe đâu khách mời ngày hôm nay là những đối thủ rất là nặng ký. Rất là nặng ký. Nặng ký. Chúng tôi xin phép được mời hai khách mời ngày hôm nay. Đó chính là Judo Big Boy và Big Daddy. Wow nhắc tượng quá. Đây, mời các bạn đến với quý vị khán giả vài câu chân tình đi nào. Dạ, vui à. Em là Judo Big Boy, go. Mình là Big Daddy và trong giờ anh em rap thì gọi mình là danh hài Big Daddy. Mình không biết là mình có đủ hài hước không, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ tham gia một show rất là hài. Và thì hy vọng là đừng sợ hài không mày. Bên chúng tôi đã có đầy đủ hài rồi. Có cần thử trước không ạ? Dạ có. Rồi. Có. Rồi. Này. Ngân, qua hài với bạn đi. Và chúng tôi xin giới thiệu, đó là những bạn hài đẹp, xinh. À, chỉ có Lâm Vĩ Dạ là diễn viên hài. Lan Ngọc là tinh tế trong mọi trường hợp. À, Thúy Ngân là... Đó. Thôi anh, đừng có ba chấm. Anh là gì người ta hiểu lầm, anh nói đây là một mầm non trong tương lai. Đang ở chưa thành mầm, chưa thành cây, đang là hạt thôi. Đây là hạt nhài. Anh ơi, nhưng mà nói thiệt chứ sao hôm nay mà khách mời gì mà khủng long với anh. Bên kia kìa, bự quá trời luôn. Đây, bước lên một bước. Đó, một vài câu để chào khách mời cho người ta biết thế lực mình đang ở đâu. Thế lực luôn nha Ngân. Hôm nay thì em xin chị em tại vì với Daddy thì là em là xưng em, nhưng mà với em là chị xưng chị, thì chị em xin được thay mặt gia đình bảy nụ. Không cá nhân thôi Không, em phải thay mặt cả nhà chứ. Tại em được phát biểu, em lấy quyền gì em thay mặt. Cái bạn ở đây không được thay. Chị xin được chào đón nồng nhiệt hai bạn đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Tuyệt vời. Cũng được, cũng có được. Năng lượng. Đây chỉ là mới chế độ hạt thôi. Dạ. Nảy mầm ra hoa kết trái rồi khổ thù rồi cây chết nhiều lắm. Không, nảy mầm. Nhưng mà cho em hỏi khí không phải ạ. Chương trình Bảy Nụ em đếm 6 người. Đúng rồi, thường là chúng tôi là có 6 người và thêm một khách mời là 7. Đó. Tức thì là hai anh em hôm nay là một đó. Yeah. Hôm nay hai anh em là một đó, là coi như là 7 nụ cười xuân. Dạ. Yeah. Thực ra là 8 đó, nhưng mà thì chúng tôi bớt nụ cười đây rồi. 8 đó, nhưng mà thì chúng tôi bớt nụ cười đây rồi. Còn có 7 thôi. Đó. Đó. Thì một lần nữa chúng ta cùng nhau chào đón quý vị đến với chương trình 7 nụ cười xuân. Rap. Rap. Đúng vậy. Chúng tôi có ở đây hôm nay là có đầy đủ nè, có rap nè, có ca sĩ ít nè, hát nè. Có diễn viên nè, diễn viên nè, cái gì cũng biết nè. Tập ký. Đó, Ngọc là vừa hát được, vừa nhảy được, cái được. Chúng ta có đầy đủ hết. Em cũng rap được. Mầm non tương lai. Em rap được. Em rap là em là rap, đồ rap Lego hả? Không, ai biết mình chơi bài vậy. Đêm sao sao nghe chơi vơi, cho có tim luôn. Hay quá. Quá dữ. Đếm tám lưỡi. Đúng rồi. Anh ơi, tới câu thứ hai là sao? Người ta là đêm lao sao, trăng lên cao, mưa rơi cho con tim mình luôn chơi vơi. Em nơi đây đang lai thang, khóc ngày đêm cho một mối tình nhân. Đúng. Có lẽ không hay nhưng mà phải biết. Sợ. Trước mắt là trước khi mời hai bạn đến phòng âm nhạc thì chúng tôi xin phép được tặng các bạn một món quà nhỏ. Đầu tiên là một câu gì đó Bolero trữ tình nhẹ nhàng đó. Vô. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước cho mình đẹp đôi.
kết thành hòa với đó, dạng vậy thôi đó. Vậy thôi. Hay quá. Vậy thôi đó. Hay, hay. Nhưng mà người ta gọi là gì? Có quà cho mình thì mình phải có quà ngược lại chứ. Dạ. Có đi phải có lại. Đúng rồi. Bên này nhạc. Nhạc. Nói ra ta chuẩn bị kịp. Anh em mình không thể như vậy được. Đúng. Để em trước đi, em hai câu, anh hai câu. Dạ, ok. Rồi để em dứt nha, em dứt được tới đâu hay tới đó nha. Dạ. Pui 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 à. Vẫn đứng trên sân khấu, vẫn hát, vẫn diễn. Được đứng trên sân khấu là một niềm vui. Khán giả lụm miếng vui, bỏ túi và truyền tai nhau những tiếng cười. Không phải chỉ có những trận đấu và những bất ngờ gây cấn, mà còn nhiều sự vui vẻ ở trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Let's go. Yeah. Hay trời. Ây yo, hôm nay đứng cạnh tôi là Juno Big Boy. Mọi người ở đây xem tập này là thích coi. Không phải, tại vì là em lại phải chia sẻ lại ạ. Bọn em là rapper nhưng mà nó cũng có nhiều thể loại ạ. Đúng rồi, anh biết. Yeah. Bọn em là những người sẽ là kiểu vò đầu rồi vò giấy rồi viết rồi ra sáng những tác. Yeah. Sáng tác ạ. Còn có những là những cái... Vâng, có những bạn là sẽ lên sân khấu cái là băm bổ luôn. Là chữ nghĩa tuôn ra. Vâng. Vâng. Nên là nhiều khi tham gia chương trình bọn em rất là hay ngại cái việc mọi người hay hỏi là lên rap câu cho vui. À, em chưa biết là rap câu nào cho vui. Chúng ta sẽ chia đội theo cách sau đây. Có hai hộp, ai chọn màu xanh, ai chọn màu cam. Mời về đây, màu cam trước. Tôi. Màu cam trước. Cam. Tôi. Cam. Tôi cam. Tôi cam. Rồi, bốn người cam đúng không? Ủa, sao nhiều vậy? Rồi, cam, cam. Bốn người cam. Wow. Còn non và xanh lắm. Đúng rồi, xanh lắm là đây nè. Xanh lắm là đây nè. Ngày hôm nay MC chơi chung luôn. Wow. Ôi, em chung qua bên này hả? Ôi, em chung qua bên này hả? Thấy là thua rồi đó. Yeah. 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 Anh Giang nói nghe, đứng đúng chỗ của mình, vị trí của mình đi. Về đó, vị trí của mình đi. Về đó. Về đó. Ba chị em tôi tự lo. Kinh nghiệm là thôi, thoải mái là tốt nhất. Có nghĩa là những mùa trước thì nhiều khi mình hơi áp lực, mình hơi nghĩ phải thế này, phải thế kia. Thì nhiều khi cái thời gian đầu nó không được thoải mái lắm. Nhưng mà luôn nghĩ là đối với mùa này thì cái mối quan hệ của mình với tất cả anh chị em càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng thân thiết hơn. Thì cái chuyện là mình hãy thoải mái nó sẽ đem đến nhiều sự vui vẻ và tiếng cười nhiều hơn cho khán giả. Mình hãy thoải mái nó sẽ đem đến nhiều sự vui vẻ và tiếng cười nhiều hơn cho khán giả. Tiếng cười nhiều hơn cho khán giả. Anh ấn tượng với ai nhất trong dàn cast Bảy Nụ? Mỗi người một đặc tính riêng, một nét riêng biệt, không thể pha trộn với tất cả nhiều người. Mà tôi luôn nghĩ là nếu để chọn một người hơi khó đó. Nhưng mà luôn khoái anh Tiến Lực. Anh Tiến Lực. Anh có một cái gì đó mà
anh có một cái gì đó mà nó đem cho người ta luôn luôn hoài nghi về việc là anh có đang giúp đỡ mình hay không. Có thể là anh đang tính giúp mình đó, nhưng mà đôi khi anh sẽ không giúp mình nữa. Nói chung là nó không biết trước được. Đối với anh, Tiến Luật là một ẩn số luôn luôn có nhiều điều bất ngờ. Trong hai mùa trước có ai trong dàn cast khác với tưởng tượng của anh không? Có chị Dạ. Nói chung vô là tưởng là chị cũng đầm thắm, phụ nữ mà cũng phải biết đầm thắm nhẹ nhàng. Nhưng không, chị là hết tay hết chân, vung tay quá tráng. Nói chung là chị chơi hết mình lắm. Thậm chí là bất... Trời, chắc chị nhắc tới chị là nổ đùng 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 vậy đó. Chị Dạ là một người mà mình nghĩ là ngoài cái suy nghĩ mình nhiều nhất. Nói chung là chị rất là hết mình và không có kiểu như là e dè về chừng gì đó. Nói chung rất là thoải mái. Lần này anh muốn chung đội với những ai? Lần trước là chung, mới lần gần đây nhất là chung đội với Thúy Ngân và Minh Dương Lan Ngọc. Lần này thôi mình thua anh được, mình thắng đi. Thua nha, thua sấp mặt nha. Lần này thì thử qua đội của anh Đường Băng xem nó như thế nào. Vì Song Luân thì tinh thần thì rất trẻ, nhưng độ tuổi thì nó cũng không còn trẻ lắm. Cho nên là mình nghĩ là lúc này mình nên về đội của những anh em U40, U50 thì nó phù hợp hơn. Chắc là anh Vinh, anh Luật với anh là gọi là quá là xuất sắc khi mà có một cái đồ hình như vậy, nó quá ấy đi. Còn bên kia là nữ, lần này là nam nữ tranh phùng. Không ta. Thứ tự dàn cast theo độ chơi dơ. Chơi dơ, Ngọc dơ nhất rồi, không ai dơ lại đâu. Ngọc, Ngọc là chơi ăn gian nữa. Này đừng, cái này gửi riêng tin nhắn cho Ngọc đi, Ngọc là ăn gian lắm. Theo, có thể là lúc trước là luôn không có, luôn với Ngọc với lại Ngân không có thắng, là đôi khi là cái tần số nó bị khác. Thấy không? Cái tần số của người chơi ngay thẳng và cái người chơi lương lẹo thì nó sẽ khác nhau. Ngọc nó dễ cho nên nó bị khục khoặc, cho nên là nó ấy lắm. Hiểu không? Ngôn ngữ mà nó hoa mỹ chút xíu, nó tích cực thì là Ngọc rất là toan tính. Ngọc là toan tính. Không, Ngọc rất là tính toán. Phải, Ngọc rất là mưu mô. Ngọc mưu mẹo. Ngọc thông minh, sáng dạ. Đó, thì có nhiều cách chơi. Đó, rồi sau đó là đến sự bất chấp, sự gọi là vùng lên của phụ nữ là chị Dạ. Rồi đến anh Đường Băng mà. Đó là một cái ẩn số khó đoán. Mình không biết được là anh sẽ làm chuyện gì. Đôi khi anh phản đứa nhà luôn, mình cũng không biết, đúng không? Thì đó. Rồi rồi đến Thúy Ngân trong vắt, trong veo. Đó, Thúy Ngân là trong lắm. Ở mức flexible đó, nhưng là dễ thương, ai cũng qua đội nào cũng phù hợp. Ngân là đúng kiểu giống như là dâu chăm họ đó. Đó, thì qua bên này cũng được, qua bên này cũng được. Rồi đến một cái người mà vai to, cơ bắp, lực điện và trường phu, đúng không? Trường phu là từ tích cực đúng không? Đúng, đúng. Trường phu, mấy cái này cắt được không? Nhưng mà đừng cắt. Trường phu, rồi quân tử, đó. Đố em anh nhắc đến ai? Anh Kim Thế Vinh. Không, anh Trường Giang. Sao mà đó được, sao mà đó được. Trôn trôn Việt Nam, trôn Việt Nam. Không, anh Trường Thế Vinh. Và mình là khách mời thì mình nghĩ là đã có một người sức mạnh rồi, trượng nghĩa rồi, quân tử rồi, thì cần có một người phải trung hòa. Đó, trung hòa là tôi. Là tôi. Sao mà đó được. Sẽ trung hòa hai cái người đó lại. Nếu lần này vẫn chung đội với Lan Ngọc và Thúy Ngân thì sao ạ? Quẻ nha. Quẻ tèo thì không sao. Số phận mình đưa đi đâu thì mình sẽ chấp nhận như vậy. Nhưng mà mình chung rồi thì mình cũng sẽ hòa tan thôi. Yên tâm.
Anh có sợ trò chơi nào trong 7 nụ không? Anh nghĩ là nếu mà ai mà sợ trò chơi nào rồi đó thì sẽ sợ hết đó. Cho nên chắc anh không sợ đâu. Trên đời anh có sợ đúng thứ thôi. Mà anh... Ê! Có khi nào hôm nay cái đó không ta? Nói gì? Anh sợ mấy con bò sát, con tắc kè, con thục. Ừ, cái đó là thôi anh thua luôn á, anh không chơi đâu. Thua. Không, em làm gì rồi? Chết anh. Không nên. Dơ anh không sợ, nhưng mà chỉ sợ cái đó. Đừng có cho anh đụng vô mấy con đó, anh sợ lắm. Sợ thiệt.